Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mình chưa biết giá phòng ở đây tại vì mình không đặt phòng, nhưng mà mình thấy rất là thích đấy. Con có thích ở đây không? Mọi người, à, đợi mình chút. Ở đây mình thấy wow, rất là rộng ấy mọi người ạ. Ở dưới này là các khu bungalow. Đây ở trên này, phía ở trên này, ở đây là người ta sắp có cái sự kiện. Phía trên này, phía trên này là hai cái biệt thự. Mỗi biệt thự ở được khoảng tầm hơn 20 người. Ở đây bể bơi của cái căn biệt thự bên cạnh. Mình ở bên căn bên kia. Mỗi biệt thự lại có bể bơi riêng ở dưới này này. Xuống dưới này lại cũng có bể bơi. Bơi ở dưới này nữa, có 3 bể bơi tất cả. Nhưng mà nói chung là hôm qua mình nhìn thấy họ đổ floor hay cái gì bột chất bột trắng trắng xuống cái bể bơi này. Nên chắc là sau mình chưa chắc mình dám bơi ở những cái chỗ này nữa. Qua họ phải đổ cả một cái xô floor hay là cái gì đấy. Ghê lắm. Độ sâu, à đây 0,5 này. Tức là có chỗ là 1,5 m. Để mình xem. Ở đây, đây là ở đằng sau có cái gì. À, ở đằng sau là vườn cây thôi. Vườn cây, nói chung là về đây thiên nhiên xanh mát rất là thích. Ở dưới này là các khu bungalow. Rất là rộng nha. Kia là hồ. Mình không biết là hồ gì nữa. Nhưng mà nói chung là thấy view khá ổn. Hả? Gì? Ai? À. Nhìn wow. Nhìn rất là đẹp luôn. Con ngắm trăng đây. Ừ, ấy, con phải bỏ dép nữa. Ở dưới này thì có xích đu. À, mọi người đang chụp ảnh ở kia. Xích đu này. Có cái cầu đi ra ngoài. Đây. Cầu ra ngoài chỗ này cũng khá là chill. Wow. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mình chưa biết giá phòng ở đây tại vì mình không đặt phòng, nhưng mà mình thấy rất là thích đấy. Rất là thích luôn. Này, mình vừa ăn sáng xong. Ở đây đồ mọi người nấu cũng rất là ngon. Đây là bếp này. Đây là bếp này, sẽ ở đây. Bập bênh rồi. Nhiều nơi để. Ở đây đang có chương trình họ thử nhạc nên hơi ồn. Đây, đây có bàn bia này. Bàn bia mới. Mình thấy ở cái chân còn chưa tháo ni lông luôn. Bàn bi lắc này. Xe đạp đủ cả. Bóng rổ. Dạ. Còn đây là nhảy nhún này, mấy đồ chơi cho các em bé hơn. Check in, chụp ảnh, bốt điện thoại. Đây đây chương trình. Chương trình này vừa nãy mình cũng quay ở đây rồi. Mình phát hiện ra cái chỗ này vừa nãy bị che khuất tầm nhìn, không để ý này. Chỗ này cũng rất là thích này. À, đây có cái ghế đây ngồi. Ui. Xem ghế có sạch không đã. Chứ mình à, mình sợ lắm ạ. Ui da, ghế này có vẻ sạch đây. Đây ngồi cũng rất là chill này. Wow. Trên là cây cối xanh mát. Rất là thích. Đây cho mọi người xem view từ phòng của mình nhá.
nhìn ra núi này, hồ này, cây cỏ. Ngoài trời hôm nay lại còn đang mưa nữa. Mình rất thích cái cảm giác mà nằm trên giường êm ấy, ngắm trời mưa ngoài cửa sổ, dùi hết sảy con bà bảy của sự lãng mạn luôn ý. Con có thích ở đây không? Mời đêm! Mời đêm!